Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín về việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Thường Tín có 7 địa điểm được quy hoạch quảng cáo ngoài trời, bảng quảng cáo tấm lớn, toàn tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ có 70 điểm, 29 bảng quảng cáo giao vặt miễn phí tại các xã thị trấn. Để quản lý lĩnh vực quảng cáo, bên cạnh việc giải tỏa, tháo dỡ hàng trăm mái che, mái vẩy, biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè lòng đường, từ năm 2018 đến năm 2023, huyện đã thống kê gần 130 số điện thoại quảng cáo giao vặt trái phép, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông ngừng cung cấp dịch vụ, quyết định xử phạt 6 chủ thuê bao vi phạm quảng cáo giao vặt với số tiền 20 triệu đồng. Đoàn giám sát đề nghị huyện Thường Tín chấn chỉnh hoạt động quảng cáo tấm lớn, rà soát những nội dung quá thời hạn để tháo dỡ trong phạm vi thẩm quyền. Bởi hiện nay trên các tuyến cao tốc đi qua địa bàn, nhiều biển quảng cáo tấm lớn đã hết phép, nhưng những cột dựng biển vẫn còn nguyên, gây ảnh hưởng đến mỹ quan, mất an toàn giao thông.